Vâng, đây là cặp 301 series 4 em mới về nha bác. Cũng mới thiếu số luôn, em mời các bác cùng xem trước. Thì cái cặp này nó còn cái mấy cái chân cao su phía dưới nó là que và da trở rất là cực. Đấy. Đây, còn bốn cái chân cao su dưới này bác. Đây là em tháo sẵn ra luôn để các bác cùng que cho nó tiện luôn, chứ còn mà da trở cái này nó cực, nó bị cao su nên nó rất là rít. Đây, em mời các bác cùng xem nha, gân zin hết nha các bác, gân zin hết nha. Trước tiên em mời các bác xem tiếng loa, đúng cặp trùng series hết nha các bác. Duy nhất một cặp thôi mới về thôi nha. Vẫn là cấu hình của bot là một bass và hai chép. Một cái chép phía trước và một cái chép mic phía sau. Đây, tiếng loa này không? Đẹp chưa? Các bác nhìn cạnh này. Cái canh này các bác, cái canh là chi cái lô mic này. Đấy, đẹp long lanh luôn nha. Như các bác thấy là logo chưa? Mới kê nha các bác. 10 triệu 2 nha bác. Chứ không đủ em để các bác 10 triệu luôn nha. Bác sử một cặp robot bố 301 series 4. Rất là đẹp. Series 4 nó hay quá. Giá nó cũng xem series 2 nhưng mà nó hay hơn series 2 nha. Series 2 giá cao nó chói lắm. Các bác biết tại sao mà series 2 nó lại được bán số lượng cao hơn series 4? Bởi vì cái thiết kế nó giống series 3, chứ còn nghi thì series 2 nó không bao giờ bằng series 4 được. Series 4 hay hơn. Này phải dỡ ra nhà nào, thầy có chân cụ su. Này rồi, đây là lò chép trước này. Rồi là lò mic nha. Rồi là chép mic, nó sẽ có tiếng lời nó dày hơn so với cái lò chép phía trước. Mới keng rồi nha coi. 10 triệu 200 quá đã sở một cặp bot series 4 rất là đẹp, tuyệt đẹp luôn nha. Này, này có không xem này, series nó này 970127 nha, hàng Mexico nha, 970127 mới long lanh cái bốn cái chân này các 970127 nha. Đấy, mới keng. Cậu nhìn phía dưới luôn nè, cạnh nó nét rất là nét luôn. Rồi liên hệ cho em chính của hai số điện thoại ở tâm biển nha các bác, 0978338 14 hay là 0965 77027, em giao hàng và ship hàng toàn quốc nha.